时尽在一时退了速上方，一拳你即杀从地震天动，举起手享受是你置身半空，风光送了终，下天再复工，问问世一步即中通空，望别世有人在进攻，越练越勇，热血有气性与冲动，又是命中心中的火焰更闪动，越负越重，汗血里再赴我的梦，不惜自信激出一片天空。Tôi rất vinh hạnh gặp được một người lúc nào cũng ủng hộ tôi hết mình. Cho nên tối nay nhân cơ hội này, đặc biệt cảm ơn ông ấy, là ông Lục Quang Siêu đây. Tối hôm qua con đi đâu chơi vậy? Con gái tôi bị sốt đến 40 độ. Chính là cái đêm anh nhận được giải vận động viên xuất sắc, rồi đến nhà cưỡng hiếp tôi, còn làm cho tôi có thai nữa. Tôi kêu con đi mau. Vicky, em sao rồi? Tất đệ nè, cẩn thận đó. Tất đệ, em xin lỗi. Ê, tự nhiên em chạy tới nhà của anh làm cái gì? Em đã mang giọt máu của anh. Em cảm thấy rất lo sợ. Em thật sự không biết mình nên làm sao nữa. Em gọi cho anh nhưng anh không chịu nghe máy, cho nên em mới đến nhà anh để tìm anh. Em không nhìn thấy anh, chỉ gặp được vợ của anh. Khi em nhìn thấy chị ấy, em rất lúng túng, không biết đã nói gì với chị nữa. Có lẽ em ăn nói lung tung, rồi em không cẩn thận nên bị té xuống lầu. Tại sao em lại bất cẩn quá vậy? Là em không tốt, là do em đột nhiên đến nhà tìm anh, còn suýt chút nữa hại vợ của anh bị té xuống lầu luôn. Em xin lỗi. Được rồi, được rồi. Tóm lại đứa bé không sao là tốt rồi. Không, không phải đâu. Cũng là do lỗi của em hết. Em biết rõ anh đã có vợ rồi mà vẫn đeo đuổi anh. Anh tin em đi. Thật sự em không cố ý muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của anh đâu. Em từng nghĩ sẽ không giữ lại cái thai này. Hả? Nhưng trẻ con là vô tội, làm sao em có thể nhẫn tâm bỏ nó được chứ? Nè, em bình tĩnh lại, đi. Nghe nói nè. Đứa bé là con của anh. Anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm đâu. Em đừng tự trách mình nữa. Đứa bé này em không nên sinh nó ra. Em hứa với anh, em sẽ không sinh nó ra đâu. Anh đừng lo lắng gì cả. Nói vậy sao được chứ? Em đã nói đứa trẻ là vô tội mà. Em đừng lo gì hết. Anh sẽ tìm cách để giải quyết. Hả? Bò bò cô ấy có về đây không? Tôi muốn tìm bò bò. Cậu còn dám đến hả? Tôi nói với cậu thế nào? Kêu cậu không nên tiếp cận cô gái đó. Cậu còn khẳng định không có gì. Cậu đối với bò bò như vậy cậu còn là người nữa không? Cậu phản bội sư môn, còn phản bội vợ của mình. Nói nhiều cho nó làm gì? Đánh nó đi. Nè, mọi người bình tĩnh chút đi. Nghe tất đệ giải thích trước được không? Còn gì để giải thích nữa chứ? Đánh đi. Nè, mọi người là sư huynh đệ với nhau mà. Đừng đánh. Nè, của tôi và bò bò, cô đi qua cho mấy người. Bò bò, đi đây đi. Bò bò, đi. Dừng tay đi. Tất đệ, qua đây. Tất đệ à, cậu đúng là một chàng rể tốt hả?
Hôm nay về xuống máy bay đã tặng món quà lớn cho tôi rồi. Cậu nhớ lúc tôi gả con gái cho cậu, cậu từng nói cái gì hay không? Cậu nói kiếp này cho tới muôn ngàn kiếp sau, mong được sống bên nhau, bạc đầu giai lão. Cậu là đồ xấu xa. Ngày đó cậu lại lục văn xin tôi gả con gái của tôi cho cậu. Cậu còn thề thốt nói chăm sóc đó suốt đời. Bây giờ kết hôn chưa được 2 năm, dùng dùng mới được 1 tuổi. Cậu to gan ra ngoài ngoại tình, cậu có tôi tàn hình rồi à? Là con sai, con đi tiện, con đã có lỗi với ba ba. Cho dù ba có đánh con không oán trách. Nhưng dù sao ba ba cũng không thể không nói câu nào bỏ đi được. Con muốn gặp ba ba, con muốn nói hai mẹ con cũ về nhà. Cậu đừng có đóng kịch nữa, bớt giỡn như tất đệ. Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội. Ba ba ra đây. Nó là chồng của con, có chuyện gì muốn nói trực tiếp nói đi. Anh xin lỗi Bobo. Sau lưng em, anh đã lên giường với người phụ nữ khác. Hai người không phải là chơi qua đường. Hai người có tình cảm. Làm sao em tha thứ cho anh được chứ? Nhưng em mới là vợ của anh. Em là vợ của anh. Vậy còn cổ, cổ là ai chứ? Cả hai người đều muốn có. Người phụ nữ đó rõ ràng đến cướp chồng của em đi. Cổ là người hai mặt, cổ vốn không phải là người tốt. Không liên quan tới cổ, cổ không phải là người xấu. Cô ta không phải người xấu. Vậy em là người xấu hả? Được, hôm nay em sẽ để anh tự đưa ra quyết định. Anh nói anh nên làm sao đây? Em hãy tin anh đi, anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Giải quyết thế nào? Anh kêu cổ đi phá thai sao? Em còn không làm được, anh làm được sao? Anh không thể quyết định, em quyết định giùm anh. Chúng ta ly hôn đi. Không được đâu Bobo. Em không cần lấy gì cả, em chỉ cần Dung Dung thôi. Không được, không thể ly hôn mà. Anh muốn đánh quyền, em để anh đi đánh. Anh không muốn quản lý tiệm ăn, em cũng quản lý giùm anh. Anh muốn tác hợp làm ăn chung với ông chủ, em cũng để cho anh làm. Tại sao anh lừa dối em? Tại sao ra ngoài ngoại tình? Em nói cho anh biết, một mình em vẫn có thể nuôi Dung Dung. Em không có chồng cũng không chết đâu. Bà bò, bà bò. Bà ủng hộ con đó, làm vậy mới là con của bà. Bà, sao bà có thể quyết định như vậy chứ? Bà kêu tụi con ly hôn, còn Dung Dung thì sao đây? Cầm miệng đi. Mau cút đi. Đi mau đi. Bà bò. Em quậy từ bên Úc quậy về bên Hồng Kông còn chưa đủ, sao còn gây ra chuyện này nữa? Em ngoài việc mồi chài đám đàn ông ra còn biết làm gì khác nữa không? Em không tài giỏi như chị, làm việc gì cũng thuận lợi. Chị phải vượt qua bao vất vả mới có được như ngày hôm nay. Chị rất muốn được giống như là em, có một người chị yêu thương mình cho chị ra nước ngoài du học. Chị thê thảm cỡ nào cũng còn người chồng tốt mà. Vậy em không có thì đi cướp người khác sao? Bác sĩ Tiêu đã có con, Tất Đệ cũng có con gái. Hai người họ đã có một gia đình hạnh phúc riêng. Bây giờ em muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta sao? Vậy thì đã sao? Hay là chị muốn kêu em phá thai? Em không còn là con nít nữa, chị cũng không quản nổi em. Nếu như em thật sự yêu Tất Đệ thật lòng, đợi sau khi cậu ta ly hôn với vợ xong, hai đứa kết hôn đi. Cả ngày nay em chưa ăn gì, để chị ra ngoài mua chén cháo cho em, chăm sóc nó giùm cho em. Sao hả? Nhìn thấy em mang thai, anh hối hận rồi chứ gì? Có phải là cô muốn phá Tất Đệ nhà cửa tan nát rồi cô mới vừa lòng không? Tại sao anh phải lo lắng như vậy? Anh đố kỵ hả? Tôi cảnh cáo cô đừng có đeo bám Tất Đệ nữa. Nó chơi không nổi đâu. Là anh không cần em mới phá anh ta thôi. Tôi là anh rể của cô có thấy xấu hổ không? Từ lâu em đã không biết xấu hổ là gì rồi. Em hỏi anh, em có điểm nào không bằng chị của em? Tại sao em đã tình nguyện rồi mà anh vẫn không cần em? Em nói cho anh biết, em sẽ không buông tha Tất Đệ đâu. Tôi cảnh cáo cô, Bobo là con gái của sư phụ tôi. Cô dám hại cô ấy tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Anh muốn làm gì em? Ra tay đánh em hả? Đánh cho em sảy tay luôn đi. Tôi thật không biết là cô sinh đứa bé này ra cô sẽ dạy nó thế nào. Cô hãy ngừng tay đi được không? Tôi cho anh biết, đắc tội với tôi sẽ không sống yên thân đâu. Tôi sẽ nói cho chị tôi biết anh quấy rối tôi. Tới lúc đó xem anh sẽ ra sao. Anh tưởng tôi không dám hả? Cưỡng hiếp! Anh tránh ra đi! Anh điên rồi sao?
Anh biến thái. Làm gì vậy? Anh biến thái rồi. Tránh ra. Anh biến thái. Anh làm cái gì vậy hả? Tức đệ. Cao Nhĩ Đình, anh còn dám gây rối Vicky, tôi không khách sáo với anh đâu. Cậu đừng có ngây thơ vậy. Vicky không phải là người đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu cứ sống chung với cậu, sớm muộn cũng hại chết cậu. Chẳng lẽ để cậu sống với anh thì mới tốt hơn sao? Anh bớt nói nhảm đi. Tôi không để cho anh phá cổ đâu. Hèn hạ. Đi đi. Cậu tỉnh táo rồi đi. Đi đi. Hôm nay tôi đã nhắc nhở cậu, sau này có xảy ra chuyện gì đừng có oán trách tôi. Yên tâm đi, không sao. Cũng may là anh tới kịp. Hồi nãy anh biết được em mang thai đứa con của anh, anh giống như người điên muốn hãm hiếp em. Em đừng sợ, anh không để cho hắn ăn hiếp em đâu. Hồi nãy chị vừa mới mắng em một trận, bây giờ người nào cũng nói em là hồ ly tinh. Hồi nãy anh cũng bị các sư huynh đệ đánh, bây giờ anh còn thảm hơn con chuột qua đường nữa. Bây giờ em đã mất hết tất cả rồi, chỉ còn lại một mình anh thôi. Anh đừng rời xa em, đừng bỏ em lại một mình mà. Khờ quá đi mà. Thôi không sao đâu. Không sao. Không sao đâu. Ông xã. Lần này chúng ta có phải đã quá mạo hiểm không? Nhiều chi nhánh như vậy, lo được chỗ này không quản nổi chỗ kia. Bà xã, em bình tĩnh lại đi. Là đúng hay sai, anh và em sẽ cùng nhau đối diện. Ok. Tế Tường, có chuyện gì? Xin lỗi. Theo như tôi được biết, vấn đề cần phải đối mặt của The Champ hiện nay gánh nặng quá lớn, thì đường nước cũng cần phải trả. Tiếp tục như vậy chúng ta trụ không nổi đâu. Nghĩ Đình à, tôi đã nghĩ ra một cách, nhưng mà không biết anh thấy vậy có được không? Nói đi, không sao đâu. Chuyện hiện nay của The Champ phải đối mặt là vấn đề xoay chuyển đồng vốn. Anh có từng nghĩ phát cổ phiếu hoặc là thẻ thành viên lâu dài hay không vậy? Có rất nhiều người đã làm qua việc này rồi. Đúng. Nhưng The Champ thành lập đã nhiều năm rồi, còn có 7 cái chi nhánh, chứng tỏ có nhiều người tín nhiệm vợ chồng của anh. Nếu như mình tập trung tất cả tiền đó đi đầu tư, sau đó đổi ra tiền mặt, có lẽ duy trì được hoạt động của 7 chi nhánh còn lại. Nhưng làm vậy em có thấy là hơi mạo hiểm không? Em lại cảm thấy thực ra Tế Tường nói cũng có lý. Bây giờ chúng ta muốn trụ lại The Champ chỉ có thể lấy tiền kiếm tiền. Không sai, đích thực dạo này bên đế quốc rất uy phong, nhưng thực tế bây giờ họ giống như những kẻ bị thương. Em cảm thấy ông chủ của họ không phải lúc nào cũng sẽ rót tiền cho bọn họ. Cũng đúng. Huy động tiền mặt cũng có thể chiêu mộ được nhiều hội viên mới. Bây giờ chúng ta phải đấu với hắn, có ai có thể trụ lâu trong trận này. Cảm ơn cậu Tư Tư. Cũng may là có cậu giúp đỡ chúng tôi. Đâu có. Tôi chỉ là người làm công thôi mà. Tôi cũng đâu có muốn chén cơm của mình bị đạp đổ chứ. Phần công việc này tôi giao cho cậu làm. Là phiền cậu. Cũng đúng, làm ăn ở Đại Lục không có ai tài trợ, sống một cũng chết tôi. Cảm ơn ông Lục đã hướng dẫn. Nè, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu. Cao Dĩ Đình không có tôi ủng hộ, The Champ năm nay nhất định bị giải tán. Họ tìm việc khác đi. Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng mà nếu giờ ông chủ Lục muốn đánh bại The Champ, cần phải có một người đồng hành với ông chứ. Nè, tình cảm sư huynh đệ mấy người tốt như vậy cậu đừng chơi tôi nha. Tôi sĩ diện lắm đó. Phải, tôi coi anh ta là anh em, anh ta coi tôi là thằng ngốc. Cậu thì có bản lĩnh gì chứ? Chỉ có cái mạng quèn thôi, chuyện gì cũng dám làm hết. Chỉ cần ông chủ Lục nói ra một câu, tôi cũng nói câu thứ hai. Quần áo tôi phơi giùm anh hết rồi. Mua kem đánh răng rồi. Bột giặt cũng đã mua. Còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Hóa đơn đây nè. Để lần sau anh trả cho tôi cũng được. Tôi về nha. Ân Từ à, sau này cô không cần giặt quần áo giùm tôi nữa, cũng không cần mua đồ giùm tôi nữa. Cứ để tôi tự làm. Cô không phải là người làm của tôi.
Trước đây tôi cũng làm mấy chuyện này giúp anh mà. Trước đây tôi nghĩ rằng cô coi tôi là sư phụ. Anh có thể quên hết không? Coi như chưa từng xảy ra. Làm sao có thể quên hết coi như không có gì? Tế Tường nói không sai. Thì ra cô thật sự... Trong lòng của tôi rất khó chịu. Cô đừng lãng phí thời gian nữa, chỉ làm cô thêm buồn thôi. Không có đâu. Chỉ cần giống như trước đây là tôi thấy vui lắm rồi. Cô không thể vui được đâu. Dù sao cũng được, tôi sẽ không dạy cô đánh quyền nữa. Đàn Long có nhiều huấn luyện viên, ai dạy cũng vậy thôi. Không có giống, không có giống mà. Tôi đã có lỗi với rất nhiều người rồi, tôi không muốn có thêm một người nữa. Đừng vậy mà, anh dạy tôi đi. Tôi sẽ không thích anh nữa. Anh là sư phụ, tôi là học trò, không có gì khác nữa. Tôi đã quyết định rồi. Đã trễ rồi, cô về đi, ngủ ngon. Tại sao Tế Tường lại nói chuyện này? Tại sao thời gian không thể quay ngược trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao mình lại thích anh Thập Nhất? Chẳng lẽ thích một người là sai sao? Sau khi má mình mất đi, mình đã coi Thập Nhất như người thân của mình. Anh không còn dạy mình đánh quyền, anh sẽ không tìm kiếm mình. Làm sao đây? Đột nhiên mình cảm thấy rất cô độc. Tại sao mọi thứ đột nhiên lại thay đổi như vậy? Tất Đệ và Bo Bo vốn sống rất êm thấm, nhưng mà Tất Đệ nói đổi là đổi. Bo Bo và Dung Dung dọn đi chưa được bao lâu, Tất Đệ cũng về nhà lấy hành lý đi luôn. Không có Bo Bo ở nhà, chủ nhân Thiếm Nhân ngày nào cũng phải ra tiệm đậu hũ để buôn bán. Trước đây lúc ăn cơm rất náo nhiệt, nhưng bây giờ cứ lặng như tờ. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy họ cười. Tử Lực vừa thi lấy bằng huấn luyện xong, Thập Nhất đã giao mình cho Tử Lực huấn luyện. Ngay cả nguyện vọng duy nhất của tôi cũng đã bị tiêu tan. Tôi hy vọng trải qua thời gian sau này, Thập Nhất sẽ tin là tôi không còn thương Thầm ảnh nữa. Anh sẽ tiếp tục quay lại dạy quyền cho tôi. Nhưng mà bây giờ, ngay cả nguyện vọng duy nhất của tôi cũng đã tiêu tan. Sao hả? Ân Từ đánh có được không? Vậy người khác đánh quyền và tự mình đánh quyền quả thực không giống nhau một chút nào. Không biết tại làm sao em và Ân Từ không thể hợp với nhau được. Phải rồi anh, tại sao lại giao Ân Từ cho em? Chỉ đơn giản muốn thay đổi huấn luyện viên thôi sao? Không, tôi muốn ngừng một thời gian, nghỉ phép dài hạn qua Canada. Nghỉ phép dài hạn? Nghỉ phép dài hạn? Ai cho con nghỉ dài hạn vậy? Nghỉ phép bao lâu? Đừng nghỉ phép đâu, thầy chấp nhận chưa? Phải đó, anh đi Canada làm gì á? Đi thăm con trai yêu quý của anh hả? Ủa, bé Cát nghỉ hè rồi à? Hay là muốn định cư hả? Không đâu, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi và bé Cát xa nhau đã quá lâu, chắc có vấn đề. Lỡ như nó không nhận ra tôi thì sao chứ? Cậu nói đúng, ngày nào không gặp được con trai của mình đều thấy rất nhớ nó. Thì đó, đi thăm con trai là chuyện nên làm mà. Vậy con ở đó bao lâu? Con tính là đi khoảng vài tháng thôi, để coi mình sống có quen hay không. Vậy thầy giữ lại tiền lương giúp cho con. Trong mấy tháng đó, thầy sẽ đóng tiền bảo hiểm giúp cho con nha. Ba ơi, ba cho con coi mấy bộ khác được không? Cho con coi lại mấy bộ hồi nãy đi. Đủ rồi bé Cát, con đừng mè nheo nữa. Bộ nào cũng thích, con tưởng là ba sẽ mua cho con chắc. Bé Cát cũng đã lớn rồi. Donna, bộ này đi, mặc bộ này rất đẹp. Donna, chút nữa bà gọi lại nha. Anh đi Canada thăm bé Cát hả? Bây giờ nó đang thi, không có thời gian chơi với anh đâu. Sao em biết là anh ở đây? 10 phút trước em có gọi điện nói chuyện với bé Cát rồi, là nó nói em biết. Chọn bộ này nha. Cũng được. Chị ơi, thì chị gói lại giùm tôi. Dạ, dạ được. Sao rồi? Dạo này có khỏe không? Cũng tốt. Còn anh? Nhìn anh có vẻ không được tốt lắm thì phải. Đem dẫn anh đi đến một chỗ cũng hay lắm. Vốn dĩ em có dự tính về lại Tương Điền, nhưng mà đến giờ em vẫn chưa tập trung tinh thần, cho nên em xin nghỉ việc rồi. Không còn làm việc nên lái xe chạy lung tung khắp nơi. Chạy hoài chạy mãi, cuối cùng em tìm được một nơi tuyệt đẹp như vậy nè. Lúc mà anh còn trẻ cũng thường tới chỗ này chơi. Vậy sao? Anh có tin không? Có khi một mình em ngồi đây cả buổi luôn. Biển cả nương dâu, có rảnh thì đến đây chơi. Có lẽ sau này chỗ này sẽ mọc lên đầy nhà, không khí cũng không được trong lành nữa. Không phải chứ, em nghĩ chính phủ có lẽ sẽ giữ lại nơi này mà. Làm sao biết được?
trên thế giới này hợp tan vô thường. Mối quan hệ giữa anh và em cũng là vô thường. Anh và Quyền Anh cũng là vô thường. Đời người cũng biến quá khôn lường. Mới một năm trước anh còn tràn đầy sinh lực, còn nói sẽ làm lại từ đầu. Anh đã dạy được hai đệ tử rất xuất sắc. Một là Quyền Dương Hồng Kông Macau, còn một người tạo nên kỳ tích. Nhưng rồi anh không thể ngờ được, Tất Đệ lại phụ rẫy vợ con, trở mặt với anh, đi đường tắt. Anh còn không ngờ hơn, Ân Từ cổ... cổ thích anh. Thật ra em đã biết từ lâu rồi. Em còn động viên cổ bày tỏ với anh. Em xin lỗi, em càng giúp càng rối. Anh và cổ không thể nào đâu. Ân Từ từng đến tìm em, tâm trạng cổ không được vui. Anh đừng có hiểu lầm, không phải em muốn khuyên anh tiếp nhận cổ. Mấy chuyện này sao có thể khuyên được. Em chỉ là không muốn anh nản lòng. Anh chọn màu hồng hay màu xanh? Dặn trứng gà hả? Lúc trước em cũng không hiểu sao bé Cát lại rất mê chơi dặn trứng gà. Nhưng mà dặn dặn hoài, thật sự dặn tới ghiền luôn. Chơi rất là vui, lần nào cũng có những mong chờ mới. Thật ra làm người cũng như vậy, phải có mong đợi, phải có hy vọng. Sau khi Edward qua đời, em đã đau khổ tột cùng, cũng từng muốn tự tử. Nhưng mà cuộc sống sao cũng phải tiếp tục sống chứ, phải không? Đừng bỏ cuộc, đừng nản chí nữa. Anh cũng giống như em, cũng cần phải nghỉ phép dài hạn. Cho nên mấy bữa nữa em sẽ đi Thụy Sĩ để hoàn thành kế hoạch em và Edward đã đặt ra. Anh cũng phải đi Canada, không biết chừng nào mới gặp lại. Không biết nữa, vô thường mà, anh nói mà. Phải rồi, vô thường. Là được rồi. Alo, ở công ty bất động sản gì hả? Tôi không biết gì. À, con dâu tôi đang theo hả? Vậy à, cô đợi một chút, để tôi lấy viết ghi lại nha. Để đó con nghe. Bò bò, con chịu quay về thì tốt quá rồi. Trời ơi, Dung Dung. Mà nội nhớ con quá đi. Dung Dung. Alo, bà Tất đây. Cô còn giữ chỗ lúc trước tôi định thuê giùm không? Thuê, làm sao không thuê chứ? Được, sáng mai 7 giờ. Được, bye bye. Má ơi, sàn nhà trước cửa tiệm bị nứt rồi. Sao má không kêu người tới tráng lại? Còn nữa, tủ lạnh hư rồi, không kêu thợ sửa. Chắc má cho khách sắp hết rồi đó, má đi mua đi. Bữa trước con có viết cho má một tờ giấy cần mua những món đồ gì rồi mà. Tờ giấy này nè, mà má không thấy sao? Mấy chuyện này trước đây đều do con làm hết mà. À, trời, Dung Dung, bà nội nhớ con quá trời luôn. Bà bò, con ốm đi rất nhiều. Cũng tại cái thằng quỷ đó. Chủ nhân à, bỏ đi, đừng nhắc tới nữa. Không sao hết, con không sao đâu. Con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Người có lỗi không phải là con. Ngày nào cũng ở nhà khóc chẳng có ý nghĩa gì. Con phải cố đứng lên, đi con đường của chính mình. Ba má à, cửa tiệm này tuy con chỉ quản lý hơn một năm, nhưng mà đối với con mà nói nó rất quan trọng. Chuyện mở tiệm mới con cũng đã kế hoạch sẵn hết. Con không muốn chi gì Tất Đệ mà bỏ bê tiệm đậu hũ. Ý trời ơi, hay quá, con chịu quay lại, mừng còn không kịp nữa. Vậy là ba má cho con ở lại làm sao? Mọi chuyện như cũ, con vẫn là người quản lý của tiệm đậu hũ này. Đúng rồi, nè, tới lượt tôi ẩm Dung Dung rồi. Trời, ông đang ho, lấy quá cho nó rồi thì sao? Tôi che miệng thì được, không được rồi. Em giỏi lắm, em kiên cường hơn anh từng nghĩ nhiều. Phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ hơn đàn ông mà. Đừng đắc tội với phụ nữ đó. Em đi làm việc đây. Cách đánh của Tất Đệ hoàn toàn không giống trước. Bây giờ cậu ấy đánh ác hơn. Chỉ mới bắt đầu đã đuổi cùng diệt tận. Cậu rất giống Tụng Sai. Tụng Sai là Quyền Dương của Thái Lan. Tụng Sai trước đây cũng đánh giống như vậy. Nhưng mà hai người có điểm không giống. Tụng Sai thì do thù hận, Tất Đệ thì do hiếu chiến. Cậu ấy thực sự thay đổi hết rồi. Người gì đánh Quyền đó, làm không khéo sẽ gây ra chuyện. Em phải đi khuyên nhủ nó mới được. Tôi bỏ đi, cậu ấy không nghe đâu.
Chuyện này là sao? Tại sao trên tạp chí của cậu đăng chuyện để xem chúng tôi bán đồ để lấy tiền gì? Chị Bô Ly, chuyện này không liên quan tới tôi. Ngay chuyện chúng tôi mua chuộc quyền thủ lúc trước cũng đăng hết luôn. Không phải cậu làm thì là ai chứ? Làm nghề của tụi tôi thì mấy chuyện này đâu có khó đâu. Hơn nữa đã viết ra thì không sợ người ta kiện. Cậu đừng có giở trò này với tôi. Trước giờ tôi đối với cậu rất tốt, tại sao đột nhiên lại chống đối tôi? Có phải có người mua chuộc cậu không? Là ai vậy? Chị Bô Ly à, đừng đổ qua cho tôi chứ. Xin lỗi chị, tôi còn việc phải làm nữa. Tạm biệt. Nè. À, còn nữa, ở trên mạng tôi nhìn thấy rất nhiều người chửi mắng The Jam. Chị phải cẩn thận đó. Alo. Tôi sẽ về liền. Các vị, chuyện này chỉ là tin đồn. Tài chính của The Jam hoàn toàn không vấn đề gì. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi không học nữa đâu. Phải đó, mà trả tiền lại cho chúng tôi đi. Đóng cửa của ép chúng tôi mua phiếu dài hạn nữa. Nếu không trả tiền chúng tôi sẽ đi báo cảnh sát đó. Xin mọi người bình tĩnh một chút đi. Nhân viên của chúng tôi sẽ đăng ký cho từng người một. Và mọi người sắp vào trật tự sẽ đó chúng tôi vấn đề giải quyết cho. Cảm ơn. Hay là chị lên chỉnh trước đi. Dĩ Đình đâu? Ở trong phòng làm việc đó. Cảm ơn. Chị hai, tại sao lại như vậy? Em đọc trên báo nói đợi cho em gạt tiền, còn nói anh chị sắp đóng cửa nữa. Em tự lo cho mình thì hơn. Em muốn đến đây để xin nghỉ việc. Tùy em thôi. Vậy anh rể đâu? Anh không sao chứ? Bây giờ em có thể giúp được gì cho anh chị? Không cần đâu. Nè, tôi đi trước. Bây giờ chuyện này đã bị dịch trần ra rồi. Cho dù có tiền để trả cho họ, tôi nghĩ sau này không có ai tới để cho em nữa đâu. Chuyện này đang rất thuận lợi. Nếu không phải có người tiết lộ tin tức cho báo chí và báo mạng biết, sẽ không bị như vậy đâu. Tất cả dường như đều ăn ý với nhau. Trước giờ Eric giúp em mua cổ phiếu, không lý nào lại hại em. Giờ còn tên phóng viên sai mình đó, đột nhiên cậu ta lại muốn trở mặt với em. Nhất định là có người muốn chơi mình. Có lẽ là tên Lục Quang Siêu. Ngoài hắn ra không nghĩ ra ai khác nữa. Nhất định sẽ có cách. Chúng ta sẽ tìm cách tháo gỡ. Polly à, chúng ta đã cố hết sức rồi, hết cách rồi. Bán nó đi. Ông Tấn, ông Tấn, để xem đột nhiên xảy ra vấn đề. Quyền quán đế quốc của các người được lợi nhiều nhất phải không? Phải đó. Hơn nữa có một tạp chí điều tra được Cao Vĩ Đình khinh thầy phản bạn, rốt cuộc là có chuyện này hay không? Này các vị, tôn chỉ của quyền quán chúng tôi chính là muốn quảng bá môn thể thao quyền Anh. Chuyện của các quyền quán khác chúng tôi không tiện nói ra. Mọi người muốn biết thì tới quyền quán đó hỏi thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ông tới còn phải đi họp nữa. Cảm ơn nhiều. Nếu như có gì muốn hỏi, hẹn lần khác nha. Em đã qua bên đời cho em, kích động lắm, giống như ông giở tổ vậy. Anh coi nè, tạp chí cũng đăng lên hết rồi. Anh đúng là rất lợi hại, có thể khiến cho đề chem đóng cửa. Không biết em nói gì hết. Không phải anh làm, nhưng chắc chắn cũng có phần anh chứ. Vì ông chủ Lục, ông ấy nói gì không? Cao Vĩ Đình xấu xa như vậy, người nào cũng bêu xấu hắn rồi. Còn Tất và Thành anh, làm gì quang minh chính đại, sao lại hại người chứ? Cần gì dùng những trò bị ổi đó được. Chứ, còn tưởng anh lợi hại lắm chứ. Em cứ coi như ông trời có mắt đi. Nè, găng tay vẫn còn mới, nửa chai dầu quyền dương. Còn có hai cái áo thun, mấy cái khác cậu không cần đâu. Bao nhiêu đó trước đi hông? Nè, cỡ trung mới nghe, cậu mặc cỡ lớn mà. Thì mặc nó giãn ra mà. Cậu chỉ qua đó thăm bé Cát thôi, có cần thanh lý đồ đạc trong tủ như vậy không? À, phải đó Thập Nhất, con đâu phải là đi rồi không vậy? Nói cũng không chừng, có thể ba vợ con bỏ tiền ra cho con bán hàng khô thì sao? Tiệm hàng khô, cậu mơ mộng quá. Nhưng mà Dĩ Đình nó thật tội nghiệp, bây giờ đang bị đau đầu kìa. Ai, thầy đã gọi điện thoại cho nó rồi, nó nói không sao, chỉ là phải đem quyền quán bán đi thôi. Hả? Đem bán lớn chuyện vậy sao? Đúng đó. Trước khi con lên máy bay, cũng phải đi xem Dĩ Đình ra sao. Chà, bao năm tâm huyết, 8 căn chi nhánh tiêu tan hết rồi. Ê, lên càng nhanh mới té càng đau. Giống như sư phụ nói vậy, làm việc gì cũng từ từ mà chắc. Chết rồi. Có chuyện gì? Hôm nay Ân Từ vốn phải đi thi đấu, nhưng đột nhiên cậu nói cậu không đánh. Sao lại như vậy chứ? Con không biết nữa. Do này Ân Từ không chuyên tâm để luyện tập. Hồi nãy con định vô phòng để khởi động cho cậu, ai ngờ cậu cứ mãi trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời. Tại sao đột nhiên không đánh chứ? Em cũng không biết nữa. Thập Nhất, Ân Từ nghe lời của con nhất, hay là con đi khuyên cậu đi. Đúng đó, cậu tới xem nó đi. Coi cái gì mà coi,
Đường này cổ tự chọn mà, đâu có ai ép được. Không muốn đánh thì đừng đánh nữa. Sư phụ, con đi nha. Nè, anh Thập Nhất. Anh Thập Nhất. Ủa, Thập Nhất, sao nói ra sân bay mà? Tôi cũng biết không giúp được gì cho anh rồi, nhưng mà tôi không yên tâm cho nên muốn tới coi thử. Tôi hiểu mà, cảm ơn nhiều. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, chúng tôi cũng tìm được người mua lại The Tram. Hy vọng tất cả mọi người vẫn có chỗ làm việc. Chí Đình, anh cũng ở đây à? Ờ. Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, ông chú Lục đã tới. Ông đến làm gì? Nè Chí Đình, nè, cậu thật khiến cho tôi thất vọng. Thì ra không có tôi cậu không làm được gì. Muốn làm kẻ phản bội cũng phải đủ bản lĩnh mới được chứ. Hả? Làm ơn đi cho. Cậu nói chuyện được cười thật đó nha. Ông La người mua quyền quán của cậu không có nói với cậu sao? Tôi chỉ bỏ ra 1 đồng giúp ổng mua 7 căn The Champ của cậu. Nè, tính luôn căn trụ sở chính này nữa thì vừa đủ 8 căn, cũng coi như là giá hời quá rồi. Tại sao lại như vậy? Nè, sau này The Champ đổi tên thành Đế Quốc. Cao Dĩ Đình, cậu coi tôi là tên khờ thật sao? Nè, để tôi dạy khôn cậu nha. Trên thế gian này, ra ngoài làm ăn quan trọng nhất là ngoại giao rộng. Anh La là bạn rất thân của tôi, cho nên nói có tiền muốn làm gì cũng được hết. Mấy cái thứ đầu tư kinh tế của cậu đó hả, phóng viên gì đó, thì toàn bộ đều thấy tiền là sáng mắt ra. Nè, anh La. Làm gì? Hả? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Nè, 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 nè. Để tôi dạy khôn cậu thêm một chút nha. Trên thế gian này không có ma thì sẽ không có người chết. Nè, nè. Tế Tường là người giúp việc được việc nhất ha. Nè, nghe tôi nói nè. Quầy tiếp tân ở đây kêu người làm mới lại cho tôi đó. Tất cả đồ đạc ở đây xài được thì xài, không thì bỏ hết đi. Dạ, 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 dạ. Tế Tường, anh đã làm những gì? Giá học viên tự anh bán. Dĩ sau này anh tự nhảy xuống, chuyện tôi làm chẳng qua thông báo tin tức thôi. Nè Tế Tường, tại sao lại không có nghĩa khí vậy? Lúc anh bị túng thiếu là Dĩ Đình trả nợ giùm anh, là anh ấy dẫn anh về để xem làm việc. Anh hận tôi cũng không sao, anh hận Đặng Long cũng được, nhưng bây giờ anh giống ân phụ nghĩa, anh còn là người không? Tôi không phải người. Vợ chồng họ là người sao chứ? Vợ chồng họ là mặt người giả thú đó. Khi tôi tới làm huấn luyện viên vậy muốn tốt cho tôi sao? Đừng diễn kịch cho người khác xem nữa. Chồng của tôi đã từng giúp đỡ anh, sao anh lại nói như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh? Đổ tội qua cho tôi như vậy mà nói tốt cho tôi sao? Em gái cô đổ dầu lên người bà Tám đó lại đổ lỗi cho tôi, còn bắt tôi xin lỗi nữa. Anh em cái gì chứ? Anh của tôi là thằng ngốc mà. Tôi đã từng nghĩ sẽ từng tâm từng lực về anh, nhưng mà anh làm tôi thất vọng quá. Nếu như tôi thật sự có lỗi, trước mặt tôi anh muốn đánh muốn mắng gì cũng được, đâu cần phải hại tôi như vậy. Tôi cũng học từ anh thôi. Lúc trước anh phản bội nhà Bố Lâu thế nào? Sư phụ đã tha thứ cho anh ấy rồi, anh còn nhắc lại làm gì nữa? Thì bởi vì ông ta ngốc đó. Tại sao lại thay đổi mau vậy chứ? Anh mau tỉnh lại đi, anh đi theo ông chủ Lục không có kết quả tốt đâu. Cậu khuyên tôi hả? Cậu đi khuyên đệ tử của cậu Tất Đệ kìa. Tôi chỉ có mạng cùi thôi, không mất mát gì. Tại sao anh trở thành như vậy chứ? Làm người phải thông minh một chút. Thế gian này trước giờ ai cũng muốn sinh tồn. Người có tiền thì có quyền làm chủ, có đúng không? Trời lạnh uống nước lạnh, ở trong lòng từng chút. Ở thế gian này ai tốt với tôi, ai tệ với tôi, tôi sẽ ghi nhớ. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ đó. Dĩ Đình, chi phiếu này tôi trả lại cho anh. Tới rồi, trước cửa rồi nè. Ồ, tới rồi hả? Anh Tất Đệ. Sao quá trễ vậy? Hôm nay là ngày vui nhất của tôi mà. Hả? Nè, tên Cao Dĩ Đình đó, chỉ cần 2 hiệp đấu tôi đánh gục hắn rồi. 8 căn The Champ của hắn tôi chỉ bỏ ra 1 đồng là mua hết rồi. Tôi còn tưởng là ai lợi hại như vậy chứ, thì ra đúng là ông chủ Lục đây làm. Nè, qua đây ngồi đi. Tí Tường. Nè, Tất Đệ, đợi cậu lâu rồi. Sao để hợp tác vui vẻ nha. Nè, Tí Tường đó chính là nội ứng ở bên trong The Champ. Cũng nhờ có cậu ấy giúp tôi mới đánh gục được Cao Dĩ Đình thôi. Nè Tí Tường, con người của tôi nói thì thất giữ lời,
Sau này bên hành chính của đế quốc giao cho cậu làm. Nè, Tất Đệ, cậu muốn huấn luyện các võ sĩ mới thi đấu giúp tôi. Tóm lại hai người các cậu giúp tôi làm quán quyền đế quốc càng ngày càng tốt. Tên Cao Diễn Đình đó, kêu hắn ta về nhà đi ngủ đi. Ông chủ lục cứ yên tâm đi. Đối với quyền quán, tôi kinh nghiệm dữ lắm. Huấn luyện viên của The Champ tôi giữ lại hết. Chắc chắn giúp cậu đưa đế quốc có danh có tiếng. Tốt, tốt, nè. Tóm lại hai người nghe tôi nói đi. Nếu như hai người giống như Cao Diễn Đình muốn chơi tôi đó hả? Tôi bảo đảm hai người chết còn thảm hơn hắn nữa đó. Ông chủ lục yên tâm đi. Chu Tế Tường tôi một lòng trung thành, thề chết tận trung. Tốt. Nè, Cạn Ly, Cạn Ly, Cạn Ly đi. Cạn Ly, Cạn Ly, sao hả? Bị khớp à? Sợ sao? Đôi giỡn thôi. Hả? Nè, Cạn Ly, 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 Cạn Ly. Đừng có dùng ánh mắt đó để mà nhìn tôi. Làm như cậu không quen tôi vậy. Tôi thật không ngờ anh lại hận họ như vậy. Tôi hận hả? Tôi đâu có làm chuyện phạm pháp đâu. Anh giỏi lắm. Hồi trước lúc anh cùng được là Cao Diễn Đình đưa anh về The Champ. Bây giờ thì ngược lại, anh lại đi bán đứng anh ta. Đừng có giả thanh cao nữa. Người không vì mình trời tru đất diệt đó. Không phải cậu có hết cả thập nhất để hợp tác với ông chủ lục sao? Tôi không có giống như anh. Có cái gì không giống? Ê, tôi bỏ đi. Tốt là bây giờ chúng ta đã ngồi chung một thuyền, không cách nào quay đầu lại được. Sao nên có tiền mọi người cùng hưởng đi. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn, tôi không thích cậu cho lắm đâu. Nhưng sau này mọi người lại dùng lẫn nhau, tôi không cản trở cậu, cậu đừng cản trở tôi. Nè, anh nên nhớ, tôi mãi mãi không bao giờ làm giống như anh. Bởi vì tôi không có đê tiện như anh. Có nói gì cũng chẳng quan trọng, kết quả mới quan trọng nhất. Ông xã, đồ đạc dọn xong rồi. Polia, anh nhớ lúc mới khai trương The Champ đã mở tiệc ở chỗ này. Sư phụ, sư thúc và các sư huynh đệ ai nấy cũng đều rất vui. Còn chúc chúng ta phát triển sự nghiệp, mở được một cái thêm một cái. Cho đến bây giờ không còn gì hết. Tế Tường mắng anh cũng đúng. Có lẽ anh đã làm những chuyện rất có lỗi với sư phụ. Sư phụ cũng đã tha thứ cho anh rồi. Không sao hết. Vẫn còn rừng trên đời, sợ gì không có củi đốt chứ. Thì làm lại từ đầu thôi. Cậu nói có phải tôi bị báo ứng không? Tôi hại cậu ở tù 7 năm. Tiền tôi mở The Champ chính là tiền tôi cá cược thắng được ở chợ đen năm đó. Đó là tiền bất nghĩa. Rốt cuộc là cũng trở lại tay trắng. Thập nhất, vợ chồng chúng tôi không hề nghĩ cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi. Cảm ơn. Đừng nói như vậy mà. Chuyện cũng đã qua rồi. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, tôi cũng quên hết rồi. Bà xã, lúc đầu không phải là chúng ta lo lắng được xem sẽ bị ngã sao? Bây giờ xong chuyện rồi, không cần phải lo nữa. Anh không sao thì tốt, vậy là em yên tâm lắm. Đủ rồi, đủ rồi. Ở đây ngọt ngào tình cảm quá. Nè, tôi có bị thất bại cũng còn có bà xã và người bạn tốt. Làm người vậy tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Vậy sau này anh có dự tính gì không? Từ từ tính, không cần gấp đâu. Đến giờ ra sân bay rồi đó. Qua đến Canada, cậu nói với bé Cát, tôi và Polly rất nhớ nó. Thượng lộ bình an. Được, vậy tôi đi nha. Bye bye. Bye. Sau này là Champ đổi tên lại thành đế quốc. Quầy tiếp tận ở đây kêu người làm mới hết lại cho tôi đi. Tất cả đồ đạc ở đây xài được thì xài, không thì bỏ hết đi, có biết chưa? Làm người nhìn sang trong lòng có gì sai chứ? Tôi còn muốn giống như đàn lông, cả đời đều nằm ở nhìn thổ qua. Làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng tới phụ nữ. Tôi đâu có đụng tới phụ nữ đâu. Tôi rất may mắn gặp được một người lúc nào cũng ủng hộ cho tôi hết mình. Cho nên tôi muốn nhân cơ hội tối nay, đặc biệt cảm ơn ông ấy, ông Lục Quang Siêu đây. Cậu ấy rất giống Tùng Sai. Tùng Sai là quyền dương của Thái Lan. Cậu biết rõ Ân Từ thích cậu để cậu lợi dụng cổ. Ân Từ thích tôi? Đã trễ rồi, về ngủ đi. Hiểu gì hôm nay Ân Từ đi thi đấu, nhưng mà đột nhiên cậu nói không đánh.
Em gửi tin cổ, cổ lại không trả lời. Anh ơi. Phiền anh đưa hộ chiếu. Thật ngại quá, tôi không đi nữa. Ủa, không phải cậu phải đi Canada sao? Sao quay về vậy? Tạm thời không đi nữa, con còn vài chuyện phải làm. Ân Từ đâu? Không biết tại sao mấy hôm nay suốt ngày chỉ trốn ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài, thi đấu cũng không đi luôn. Nhà mình dạo này rất kỳ, người nào cũng giống như bị trúng tà vậy. Nè, nếu cậu có rảnh vào trong khuyên cổ đi. Giờ chúng tôi phải ra cửa tìm phải rồi. Tại sao cô lại như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao không thi đấu? Anh không chịu dạy tôi thì đừng lo cho tôi nữa. Cô trách tôi không dạy cô chứ gì? Vì sao cô đánh quyền anh? Vì tôi sao? Nói sao cũng được, không đánh thì không đánh. Không đánh thì không đánh. Cô còn nhớ lúc đầu tại sao cô muốn đánh quyền không? Tôi không nhớ, không nhớ, không nhớ, không nhớ. Là vì cô muốn nói cho mọi người biết cô không phải tàn phế. Cô phải nắm bắt vận mệnh của riêng mình. Cô muốn cảm nhận cảm giác được lên võ đài đánh. Bây giờ tôi không còn cảm giác nữa. Đánh thắng thì đã sao, đánh thua thì đã sao. Vốn dĩ sẽ không có ai cùng tôi chia sẻ. Tôi vốn dĩ không có khả năng làm một người bình thường được. Tôi cũng không biết cô nghĩ sao nữa. Cô như vậy tất đây cũng như vậy. Tôi đúng là thất bại mà. Và ra hai người học trò như vậy. Một người đánh mất nhân cách, còn người kia đánh mất lý tưởng. Tôi nói cô nghe, tôi là sư phụ của hai người, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi không giải quyết hai người, tôi không đi Canada nữa. Tôi đã nói không đánh nữa. Cô nghe đi, bắt đầu từ sáng ngày mai 6 giờ, tôi sẽ dưới lầu đợi cô, cùng nhau chạy bộ. Tôi sẽ đợi tới cô chịu chạy mới thôi, chịu đánh quyền lại mới thôi. Ok. Yet血有氣勝於衝動，又是明灯，心中的火焰更闪动。越暴越闯，看血里再布我的网，不惜自信，亦则日变天光。